Hơn một tháng từ ngày chiến sự nổ ra, các quốc gia châu Âu đang nỗ lực hết mức để hỗ trợ dòng người tị nạn từ Ukraine đổ bộ. Tại Đan Mạch và Đức, nhiều cầu thủ trẻ Ukraine được nhận vào tập luyện và thử việc tại các trung tâm bóng đá trẻ địa phương, nơi các trại tị nạn được dựng lên gần đó. Việt Nam Football 24 đã nối được liên lạc với cầu thủ trẻ 17 tuổi Nguyễn Mạnh Cường, hiện là thành viên U17 Metalit 1925 Khaki, để tìm hiểu về hành trình tị nạn của bà con người Việt và cuộc sống hiện tại của em và gia đình. Báo chí trước đó không nói gì về khả năng Nga tấn công Ukraine, chẳng có gì cả, chỉ có tin đồn trên TikTok thôi, Mạnh Cường kể lại. Ban đầu người ta nói ngày 16 tháng 2, Nga sẽ tấn công, sau đấy không thấy gì nên em cũng không quan tâm nữa. Đội U17 Metalist thậm chí còn khám sức khỏe tổng quát để chuẩn bị du đấu tại Pháp. Thế rồi, đùng một cái, trước ngày khởi hành, đêm 24 tháng 2 thì tiếng nổ xuất hiện, kéo dài cho tới tận sáng ngày hôm sau. Tất cả đều bất ngờ và hoảng sợ, Kharkiv nằm gần biên giới với Nga nên bị tấn công đầu tiên. Nhà cửa thì rung hết cả lên, kính thì vỡ. Mọi người vội vã tháo chạy đến ga tàu điện ngầm cách nhà khoảng 200m. Gia đình em trú ẩn ở đó cũng khoảng được một tuần. Nhà em ở trong một khu dạng như ký túc xá trường học. Nó nằm khá gần trung tâm thành phố, có thể nghe thấy rất rõ tiếng súng, tiếng bom nổ từ đây. Người Nga nã tên lửa vào tòa thị chính và khu vực quân sự. Có lúc em thấy nó đi lơ lửng trên đầu, nhiều tên lửa còn bị xịt nữa. Chỗ em trú có khoảng 1.000 người, dưới hầm rất lạnh. Lúc em ở thì tầm trên dưới 0 độ C, em phải mặc đến 5 cái áo và 2 cái quần. Nằm dưới đất nên đắp thêm chăn vẫn thấy lạnh. Sáng sớm em đi bộ về nhà để vệ sinh cá nhân rồi lập tức quay trở lại hầm. Chỉ khi cần xem tin tức em mới ra khỏi khu trú ẩn, giờ giới nghiêm là 15 giờ. Đèn phải tắt hết, không ai được đăng ảnh dưới hầm để tránh bị lộ vị trí. Em không ra ngoài nên không rõ thương vong, nhưng đã có trường hợp chết trên đường phố, người Nga cũng bắn vào dân thường. Gia đình em quyết định rời Kharkiv từ ngày 3 tháng 3. Trên mạng xã hội Việt Nam có thông tin cho rằng Ukraine không cho nam giới rời khỏi đất nước. Họ phải ở lại để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Điều này được Mạnh Cường xác nhận. Từ cuối tháng 2, chính quyền đã cho người đi từng khu để tìm thanh niên từ 16 tuổi đổ lên. Ai đủ tuổi và là người Ukraine thì phải đi lính. Nhưng sau đó họ đổi thành 18. Lúc đó, hộ chiếu Việt Nam của em đang mang đi đổi, chỉ có hộ chiếu Ukraine thôi. Nếu bị yêu cầu thì cũng phải cầm súng. Theo quy định, ai đi lính thì nhận được lương khoảng 100 triệu đồng một tháng. Chú Tây giúp việc cho mẹ em ở quán cũng đã lên đường nhập ngũ để bảo vệ đất nước. Nói về tình hình người Việt và đồng đội ở Kharkiv, Cường cho hay, mọi người đều đã rút đi an toàn, bạn bè của em tại U17 Metalist cũng thế. Trong khu dân cư cũng có một số người ở lại Kharkiv, họ muốn bảo vệ đồ đạc, tài sản. Đa phần đều nghĩ Nga chỉ tấn công 1 đến 2 ngày rồi thôi, chứ không tính tới khả năng nổ ra chiến sự kéo dài như lúc này. Hơn một tuần sau khi chiến sự nổ ra, gia đình Mạnh Cường quyết định rời khỏi Ukraine bằng tàu hỏa. Họ đến Ba Lan bởi ở đó mẹ cậu có người quen có thể giúp đỡ. Đối với cả nhà, đây là chuyến đi nhớ đời. Bởi nó kéo dài đến gần 3 ngày. Tất cả đều phải đứng và hạn chế tối đa việc ăn uống. 7 giờ sáng ngày 3 tháng 3, mọi người đến ga xếp hàng, chờ đến lượt lên tàu. Trong đầu em không nghĩ được gì, chỉ biết vơ vội đồ đạc để kịp lên đường. Em còn chưa kịp lấy ống đồng và mấy đôi giày tập. Tàu thì miễn phí đấy, nhưng phải chen mới lên được. Không phân biệt già trẻ lớn bé, ai mạnh thì thắng. Dưới sân ga, hàng đoàn người ngồi vạ vật, nhiều người ngất xỉu vì kiệt sức. Tiếng súng, tiếng nổ vang lên liên hồi. May mắn là bố em có quen chú cảnh sát, được chú sắp xếp cho lên sớm. 11 giờ cả nhà khởi hành đi Lviv, thành phố nằm sát biên giới Ba Lan. Hành trình này kéo dài hơn 17 tiếng. Do tàu đã kín chỗ, cả nhà phải đứng suốt thời gian này. Nhà em có mang theo bánh mì và xúc xích, nhưng không ai dám ăn cả. Chỉ uống nước cầm cự, vì sợ phải đi vệ sinh thì rất là bất tiện.
13 giờ chiều ngày 4 tháng 3, nhà em đặt chân đến La Vì. Cả nhà ăn nhẹ bằng trứng luộc do chú trên tàu tặng, rồi xếp hàng mua vé đi Ba Lan. Chuyến tàu khởi hành lúc 18 giờ và lại mất thêm 16 tiếng nữa mới tới đất bạn. Lúc này, cả nhà em gần như đã kiệt sức. May là đến với Ba Lan, có các tình nguyện viên rất nhiệt tình, chu đáo. Họ phát đồ ăn cho người tị nạn nên mọi người cũng đỡ mệt. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, cả nhà đón tàu vào thủ đô Warsawa, khởi hành từ 12 giờ trưa và tới nơi lúc 20 giờ tối. Hôm đấy đã là ngày 5 tháng 3, vị chi là mất gần 3 ngày mới đến được nhà người quen, tính từ lúc rời khỏi Kaki. Mạnh Cường nhớ lại chuyến đi kinh hoàng 3 ngày 2 đêm. Sau khi đặt chân đến Ba Lan, gia đình Mạnh Cường được tư vấn nên di chuyển tới Đan Mạch để tị nạn lâu dài. Nhờ sự giúp đỡ của người quen, mọi thủ tục được triển khai rốt ráo. Ngày 8 tháng 3, cả gia đình em đã có mặt tại Copenhagen. Cường thuật lại, em đến Copenhagen từ ngày 8 tháng 3, đến giờ đã trải qua 2 trại rồi. Trại hiện tại là một bệnh viện cũ, người dân ở đây rất thân thiện, họ giúp đỡ mình rất nhiều. Ngoài 3 bữa ăn, nơi ở cũng sạch sẽ, tươm tất. Em và em gái còn được cấp khoảng 200 đô la trên tháng để tiêu vặt. Người lớn thì không có khoản này, ở trong trại cũng đầy đủ rồi nên không phải chi tiêu gì nhiều. Ở trại cũ, họ có cả giáo viên dạy cấp 3 nữa. Họ dạy bằng tiếng Đan Mạch rồi có người phiên dịch ra tiếng Anh. Nhưng sang trại mới thì hỗ trợ này không còn nữa. Lúc này đang có vài chục nghìn người tị nạn Ukraine đang ở đây. Họ có thể ở Đan Mạch 2 năm, nếu được thì gia hạn thêm 1 năm. Cả nhà em đang chờ được cấp căn hộ riêng. Khá thú vị là trong thời gian nghỉ ngơi ở trại Hadenslab, Cường đã được một đội bóng đá địa phương mời về thử việc. Cậu chia sẻ về cơ duyên đặc biệt này, họ là Hadenslab FK, là đội bóng mẹ của Sander Jeska, hiện đang chơi ở giải ngoại hạng Đan Mạch. Hadenslab FK tổ chức các hoạt động bóng đá ở sau lưng trại tị nạn. Em biết tin nên đến xin tham gia cùng để giữ cảm giác. Họ bảo tuần này em có thể thử việc để vào đội nếu muốn. Tại Ukraine, chương trình học phổ thông chỉ kéo dài đến hết lớp 11. Đúng lý, Cường sẽ thi tốt nghiệp và vào đại học vào mùa hè. Tuy nhiên, chiến tranh bùng nổ đã khiến mọi việc bị ngắt quãng. Nói về dự định tới đây, Cường bảo, ước mơ của em là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Em muốn đá bóng ở châu Âu. Nhưng nếu có câu lạc bộ nào ở Việt Nam cho cơ hội, em sẽ về nước thử việc ngay. Nếu sau này được khoác áo đội tuyển Việt Nam thì còn gì bằng. Cầu thủ 17 tuổi bày tỏ khao khát. Chia sẻ với Việt Nam Football 24, Cương bảo gia đình mình có nhà ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vì cuộc sống, gia đình em mới sang Ukraine. Bố em là Nguyễn Việt Hùng, quê gốc ở Hoàng Châu, Thanh Hóa, sang Ukraine du học từ cuối năm 1995. Ông bà nội thì ở Hà Nội, có nhà ở Tôn Đản, sau khi mất thì để lại cho bố em. Bố đi học, đi làm ở Ukraine rồi về nước cưới mẹ. Xong cả hai, dắt nhau sang đây sinh sống, làm việc rồi sinh hai anh em tụi em. Tuổi thơ hai đứa gắn liền với những lần đi đi về về giữa Việt Nam và Ukraine. Bố muốn hai anh em phải nói hiểu được tiếng Việt nên làm vậy. 5 tuổi, em về học mẫu giáo ở Hà Nội, 9 tuổi lại sang Ukraine, rồi một năm sau lại quay về. 12 tuổi, em dự chạy hè bóng đá do Toyota tổ chức, nhưng chỉ đến vòng loại cuối. Sau khi bị loại, bố đặt vé đưa cả nhà sang Ukraine sống. Bố thấy em học hành ở Việt Nam áp lực quá nên cho sang đây vừa học vừa chơi bóng ở lò Metalit 1925 Kaki. Mấy năm qua, bố mẹ kinh doanh quán ăn ở chợ, bán cơm, bún, phở cho kiều bào gần đấy. Đó là nguồn thu chính của cả nhà, tiền ăn, tiền học của tụi em đều nằm ở trong đấy. Chiến tranh nổ ra khiến gia đình Cường không khỏi bối rối khi công việc và cuộc sống bị đảo lộn. Nhưng tất cả đều cảm thấy may mắn vì đã an toàn rời khỏi Kaki. Bố em sinh năm 1962, tức là đã trải qua thời chiến ở Việt Nam. Bố cũng suy nghĩ nhiều nhưng không quá sốc hay là bức xúc. Bố mừng vì gia đình đã an toàn rời khỏi vùng nguy hiểm, giờ tức giận cũng không thay đổi được gì. Sau này chiến tranh kết thúc, bố mẹ sẽ quay lại Ukraine tiếp tục công việc. Em muốn đá bóng, còn em gái thì sẽ học tiếp lên đại học.
Sống, học tập và chơi bóng ở Ukraine nhiều năm, nên Cường không khỏi tiếc nuối khi rời khỏi nơi đây. Em chia sẻ. So với Việt Nam thì cuộc sống ở Kharkiv không nhộn nhịp bằng. Nhà cửa và đường xá cũng khá là cũ kỹ. Nhưng được cái giao thông ổn định, an toàn, cuộc sống khá bình yên, em có nhiều kỷ niệm đẹp ở Ukraine. Ai đó đã nói về nạn phân biệt chủng tộc hay chủ nghĩa phát xít. Nhưng em chưa thấy hoặc không biết, gặp người Việt, người Ukraine chỉ nói mình trông giống Trung Quốc. Em cũng không phản ứng gì, chủ yếu mình đi học, đi đá bóng rồi về nhà. Nói về thái độ của người dân Ukraine với cuộc chiến hiện tại, Cường cho hay. Mấy ngày di tản khỏi Kharkiv, em để ý thì thấy đa số người dân Ukraine đều ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Họ không thích chiến tranh, chỉ mong làm thế nào để hòa bình lập lại sớm nhất. Em mong chiến tranh sớm qua đi để cả nhà có thể quay về cuộc sống như lúc trước. Cường khép lại. Nếu các bạn muốn biết thêm các thông tin độc quyền về cầu thủ Việt Kiều trên toàn thế giới, còn ngần ngại gì mà không bấm vào nút đăng ký kênh Việt Nam Football 24 và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.